Ví dụ như là riêng cái bài mụn trứng cá này thì các bạn thừa biết rằng chẳng có bệnh nhân nào mà đi nhập viện vì cái bệnh mụn trứng cá cả, đúng không? Nên khi các bạn đi bệnh phòng, các bạn rất quan tâm, khi học giao liệu các bạn rất quan tâm về cái bệnh này, nhưng mà trên bệnh phòng không có bệnh nhân này. Và thực tế là chúng ta cũng chỉ học chủ yếu qua các hình ảnh. Nhưng trong cái bài giảng này của mình đã để cho các bạn rất nhiều cái hình ảnh rất là rõ, rất là đặc trưng để mà các bạn thử thử điều trị. Bởi vì chắc chắn rằng cái mục tiêu của các bạn để khi học cái bài này thì cũng để mỗi mục tiêu là chỉ để điều trị thôi, đúng không? Đấy. Rồi, được chưa? À, có câu hỏi không? Có một bạn mình dừng lại để mình trả lời hai câu hỏi của cái bài lăng ben trước là hết. Làm sao phân biệt giảm sắc tố tồn tại sau điều trị lăng ben hay bệnh lăng ben đang điều trị chưa hết à? Rồi, bởi vì câu hỏi này, nếu như muốn biết là giảm sắc tố tồn tại sau điều trị lăng ben như vậy, phải đảm bảo rằng là bệnh nhân chỉ phải điều trị đúng thuốc, đúng bệnh và đúng liệu trình. Điều liệu trình ở đây có nghĩa là thời gian á, nha. À, cái thứ hai, nếu như mà bệnh nhân mà chưa từng điều trị thì làm sao mà phân biệt của cái đó được, đúng không? Thứ hai nữa là những bệnh lăng ben điều trị không hết, chưa hết. Điều trị chưa hết thì các bạn sẽ chỉ cho bệnh nhân số nấm. Nếu con nấm là điều trị chưa hết, nó con, đúng không? Trên lâm sàng thì có một cái đặc điểm, nếu các bạn gợi ý thì không chắc chắn nhé. Đó là khi các bạn cào cái vải mà vải nó không còn sủi ra nữa, có nghĩa là chỉ nấm đã không còn hoạt động nữa rồi. Nên đó là một trong những cái gợi ý. Mà nhớ rằng nếu như những trường hợp bệnh nhân đã điều trị thì nhớ phải có cái khoảng cách nghỉ trước khi các bạn chỉ định xét nghiệm, tại vì xạ thoát thuốc kháng nấm thì nó sẽ làm cho xét nghiệm là bị âm tính giả, nên là có một khoảng nghỉ và các bạn muốn khẳng định chắc chắn thì các bạn cho bệnh nhân xét nghiệm lại, xét nghiệm mà nó không có nấm thì khỏi lăn bát, đúng không? Rồi, và thứ hai là hình ảnh spaghetti and meatball là gì? À, xin lỗi, mình có cái điện thoại một chút. Thì câu hỏi tiếp theo của bạn đó là spaghetti and meatball là cái hình ảnh nó bị vón để khi thấy trên cái tổn thương của khi thấy trên cái hình ảnh mà sỏi nấm á. Meatball có nghĩa viên hình tròn rồi thì ám chỉ cho cái bao tử nấm dạng dạng nấm men của cái lăng Malaysia, còn là spaghetti nó thể hiện cho là cái hình ảnh giả sợi của nấm á nha.
mà thực tế là nó không giống cái sợi spaghetti dài đâu, giống cái còng núi của mình cắn ở Huế mình á thì giống hơn ấy. Mình bôi thuốc là bôi xung quanh tổn thương khoảng bao nhiêu cm vậy cô? Khi mà mình bôi thuốc á thì đối với cái nấm lang bén này là không quan trọng là bôi xung quanh bao nhiêu tổn thương đâu, do là cái nấm này á ở những chỗ mà không có tổn thương lang bén, dạ thưa, nó cũng có nấm này. À, nên là đương nhiên thì mình thấy cái chỗ nào có tổn thương thì mình cứ thoa, và nên phối hợp thêm với đó là mình chỉ giải quyết cái yếu tố thuận lợi, và có thể nếu như diện tích rộng thì mình dùng thêm thì cái thuốc dạng tắm kháng nấm, chứ không bắt buộc phải báo chính xác là phải thoa xung quanh tổn thương bao nhiêu cm đâu. Bởi vì thậm chí là cả những chỗ mà các bạn khó không thấy tổn thương lang bén thì cái melanoma nó cũng hiện diện mà, nên các bạn đừng có sợ là bôi không đủ diện tích rồi nó tái phát là do yếu tố khác. Thứ nhất là mình bôi cái thời gian nó ngắn, cái thời gian quá. Thứ hai nữa là điều kiện thuận lợi của mình vẫn là vẫn còn thế. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại bài mới ha. Trứng cá, môn trứng cá thông thường chắc bài này là mấy bạn quan tâm. Khi mấy bạn dở cái bài này đọc ra ha, ra để đọc hay chắc gì tua nhắn tới phần điều trị đúng không? Đó là mong muốn của các bạn. Tâm lý này thì mình hiểu thôi, bởi vì hồi xưa mình đi học mình cũng vậy mà. Cầm cái cuốn giáo trình gia liệu đầu tiên là mình dở cái mục lục để mình xem cả bài gia liệu nằm trang số mấy. Và giả thưa cái thời điểm của mình không có bài gì môn trứng cá trong chương trình học của gia liệu nữa, thế không phải giống như bây giờ của các bạn đâu nhá. Và cái bệnh này là bệnh phổ biến, do đó là chứ cái vấn đề mà quan tâm là chuyện bình thường thôi. Mà nếu như các bạn muốn đạt cái mục tiêu như mình hướng dẫn ở phần cuối này trong cái câu hỏi hướng dẫn học tập, đó là các bạn sẽ thử điều trị được ở những cái ca mà mình đã cho hình ảnh ở dưới này nhá. Thì muốn làm được điều này các bạn cần có cái gì? Cái chẩn đoán. Vì nếu như có chẩn đoán sau các bạn ra được cái biện pháp điều trị, các bạn có chẩn đoán xong thì trong này mình đã up cho các bạn trong bài luôn là cái phác đồ điều trị nha. Như vậy thì chi ở đây mình sẽ học theo kiểu học ngược, mình sẽ học theo kiểu từ cái mục tiêu mình cần cái gì thì mình sẽ nói là chỉ cái đó để các bạn có rõ hơn cái kiến thức để sau đó các bạn áp dụng vào trong này. Có thể các bạn đã tự đọc được rồi, nhưng mà cái việc mà dựa vào các bạn đọc và các bạn hiểu hết toàn bộ cái ý nghĩa của nó thì chưa chắc là đảm bảo đâu nha. Rồi nhé, là nếu như các bạn chẩn đoán mụn trứng cá như thế nào thì các bạn mới ráp vào được phác đồ điều trị. Nên nếu như không nắm được cái phác đồ điều trị mà không làm ra được cái chẩn đoán là các bạn không thể làm được cái bài tập mà chỉ chẩn đoán điều trị cụ thể đâu. Vậy thì trong cái chẩn đoán người ta sẽ chia cái mụn trứng cá ra làm 3 mức độ bệnh nhẹ, trung bình và nặng. Ba thế nha. Nha. Và đương nhiên đối với các bạn thì lựa chọn thuốc thì nên lựa chọn ở trong hàng, lựa chọn hàng đầu, còn lựa chọn thay thế này là dành cho những bác sĩ chuyên khoa thôi. Nên mình không người đề cập tại đây. Trong lựa chọn hàng đầu đối với mụn trứng cá mức độ nhẹ thì nó sẽ có ra toàn bộ lựa chọn của nó, option của nó đều là thuộc thoa, hoặc có nghĩa là chi đơn trị liệu hoặc là thoa kết hợp nha. Mức độ trung bình thì nó sẽ phối hợp vừa thoa vừa uống, là thoa giống như cái mức độ nhẹ mà thêm uống là thêm uống kháng sinh nha. Và mức độ nặng thì nó cũng có cái hàng trên cùng này là tương tự với cái hàng cuối cùng này của cái mức độ trung bình á, nhưng mà chi thực tế rằng là chi đã lên mức độ nặng thì sử dụng kháng sinh uống cầm thoa kết hợp nhiều lúc nó không đem lại được cái kết quả như mong đợi đâu. Do đó nếu như đúng thì chẩn đoán của các bạn là ở mức độ nặng thì khuyến cáo luôn là sẽ sử dụng isotretinoin đúng với mức độ bệnh của bệnh nhân. Đấy. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ cái công thức thôi. Nhà sử dụng thuốc bôi, nặng là vừa bôi trung bình vừa bôi vừa uống, nặng là uống isotretinoin. Đó, đó là cái cách để các bạn sử dụng cái bảng này. Bây giờ nếu như muốn biết mụn trứng cá mức độ nhẹ, trung bình và nặng thì các bạn tua ngược lên trên để tới cái phần chỉ chẩn đoán phân đồ mụn trứng cá. Đúng không? Phân đồ mụn trứng cá ở đây mình giới thiệu ba cái phân đồ, bởi vì thực tế là chỉ đến nó có đến 80 cái phân đồ mụn trứng cá nữa, thế chứ không phải là chỉ có ba cái phân đồ đâu. Đó. Và không thể chúng ta áp dụng hết cả 80 phân đồ được hết đó, bởi vì mỗi phân đồ nó có ưu điểm cái này nhưng mà nó vẫn không thỏa mãn hết cả cái mong muốn của cái người để sử dụng phân đồ, nên nó mới có nhiều phân đồ như này. Đối với phân đồ của Karen McCoy, cái phân đồ này các bạn thấy mức độ chính xác nó sẽ rất là cao nhưng mà rất là cực, bởi vì với thực tế mình không có ai đi ngồi đếm tổn thương mụn trứng cá này, nhất là những cái tổn thương mụn ẩn trong da nữa đếm sao chính xác được. Nên là mà ở phân đồ này mình vẫn giới thiệu bởi vì nó có một cái góc ở trên này mình thường hay ứng dụng cái lâm sàng, đó là theo phân đồ này thì có tựa trên 5 tổn thương cục thì nó sẽ được xếp mụn trứng cá vào mức độ nặng. Mà đếm 5 cái trên mặt thì nó dễ, mà cục thì nó to, cục đường kính thì nó kích thước thì nó to
nhé. Do đó mình dùng cái đặc điểm này để mình phân loại nhanh cái mức độ mụn trứng cá nặng thì nó dễ đúng không? Phân đồ này thì tiếp theo thì dùng cho nghiên cứu thôi. À, cái độ chính xác nó sẽ cao hơn nhiều nữa, nó nhanh hơn, đơn giản hơn là cái phân đồ trên, nhưng mà cũng mất khá là mất thời gian. Rồi phân đồ tiếp theo là phân đồ theo loại tổn thương chiếm ưu thế. Đây là phân đồ mà trên lâm sàng thường sử dụng nhất này. Đấy. Thì cái phân đồ này là mình sẽ xem thử cái mặt của bệnh nhân á, cái loại tổn thương cơ bản nào chiếm ưu thế. Thì lát nữa chúng ta sẽ quay lại để đánh nhận diện cái tổn thương cơ bản. Nếu như tổn thương cơ bản mà là nhân mụn chiếm ưu thế là phần lớn nhé, vẫn có thể rải rác một vài cái tổn thương khác, nhưng mà toàn bộ là nhân mụn ưu thế thôi, thì nó sẽ nằm ở độ 1. Độ 1 sẽ tương ứng với nhẹ. Còn độ 4 là chỉ thấy tổn thương mụn trứng cá nốt nặng hoặc mụn trứng cá cùng nốt, đồng nghĩa với cục á. Mà chúng ta dân dân gia bình thường hay dùng từ là mụn trứng cá bọc á, bọc là cái cục đó nhá. Thế vậy nhiều cái loại tổn thương đó dạng cục dạng bọc như vậy thì chúng ta sẽ xếp vào mụn trứng cá độ 4, tức là tương đương với cái phác đồ điều trị sẽ là mức độ nặng. Vậy thì chưa còn cái trung bình nằm ở 2 với 3. Như vậy thì là chúng ta sẽ phải cân nhắc, bởi vì 2 là tiêu giữa trung bình và nhẹ đó, mà 3 là giữa trung bình và nặng. Như vậy độ 2 mà trung bình á, mức độ trung bình á, thì nó sẽ xuất hiện chủ yếu sẽ là tổn thương viêm nhé. Với các bạn thấy này, sẩn mụn mủ từ nhẹ đến trung bình, sẩn mụn mủ nặng hơn và nốt bắt đầu có xuất hiện. Như vậy cả hai cái này bắt đầu xuất hiện càng cả tổn thương có hiện tượng viêm đó nhé. Và sẩn mụn mủ nó sẽ là tổn thương nó nằm vai trò chủ yếu ở trong cái mức độ trung bình. Như vậy các bạn phải nắm rõ, hiểu rõ để mà nhận diện cái tổn thương và phân đồ cho nó phù hợp. Bây giờ từ tổn thương cơ bản để mà ra được cái phân đồ thì mình sẽ quay trở lại đây. Mụn trứng cá nó có tổn thương cơ bản đặc trưng riêng, chứ nó không nằm trong cái phần mà tổn thương cơ bản chung chung như mà bài tổn thương cơ bản mình đã nói. À, trong cái bài tổn thương cơ bản các bạn nhớ có một cái slide là các cái tổn thương da đặc biệt không, trong đó có nhân mụn, nhân trứng cá. Thì đó là một cái tổn thương mà nó chỉ nằm trong cái bệnh này thôi, chứ nó không phải nằm trong những cái bệnh khác. Do đó là chỉ tổn thương cơ bản này thì các bạn gọi tên của nó luôn là nhân mụn, cái đó là tổn thương cơ bản mà. Thì nhân mụn nó sẽ chia ra hai loại là nhân mụn đóng, là cái miệng nó kín như thế này, hay người gọi là nhân đầu trắng, hoặc là nhân mụn mở, là mụn đầu đen, là vị trí nó mở cái miệng ra nhưng mà nó có một cái nụ sưng màu đen nó bị lại cái chỗ này, và chỉ bạn nhân nó bị ứ đọng ở bên trong á. Đấy nha. À, thì đây là tổn thương nhân mụn. Thì thông thường cũng phải thông thường mà nhân mụn thì nó được xếp vào tổn thương cơ bản không viêm ở mức độ nhẹ nha. Bây giờ quá có viêm thì chúng ta sẽ thấy có tổn thương sẩn và tổn thương mụn mủ, hoặc thậm chí là sẩn đỏ mụn mủ, thì nó sẽ nằm ở mức độ trung bình, thì khi viêm nó có màu đỏ lên. Và tới cái diễn tiến nặng hơn nữa, từ các cái tổn thương đó nó sẽ tới cái tổn thương cục và nang nha. Các cái tổn thương này vẫn đang theo một cái diễn tiến thời gian từ luôn đó các bạn nha nhé. Nhưng mà nhiều trên một bệnh nhân thì có nhiều cái loại tổn thương nó cùng hiện diện cùng một lúc, và cái tỷ lệ giữa các loại nó khác nhau, giúp cho chúng ta quyết định cái mức độ nặng của từng bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta thấy cục rất là nhiều, cục đây, cục cục đúng không, thậm chí cái này là cái nang nữa nha. À, thì cái cục với cái nang phân biệt bằng cách các bạn sờ. À, nếu như các bạn thấy chắc là cái cục, mà khi nào các bạn thấy nó lỏng lẻo nó nhung nhung ở trong đó là quả lỏng ở đây cái nang rồi đó ha. Rồi thì đó là cách để các bạn nhận diện tổn thương cơ bản. Bây giờ tiếp theo nữa là mình ra một cái chẩn đoán mụn trứng cá nha. Thì mình nói cho các bạn này, cái bài của chúng ta đang học ở đây có tên gọi là chứng mụn trứng cá thông thường. Như vậy thì từ thông thường ở đây là một thể của mụn trứng cá, ngoài ra nó sẽ còn có những thể mụn trứng cá khác nữa, chứ không phải chỉ có duy nhất một thể này đâu. À, ví dụ các thể mụn trứng cá khác này, mụn trứng cá do thuốc, các bạn đã học bài nhiễm độc da do thuốc rồi. Vậy thì có cái thuốc nào mà thường gây ra phát ban mụn trứng cá hả? Các bạn thử nhớ lại mình xem nào. Các bạn đã học bài đó rồi, đúng chính xác, corticoid là một trong những thuốc thường xuyên nhất gây ra cái phát ban mụn trứng cá. Như vậy thì nó là một cái thể bệnh trứng cá riêng, chứ không phải là cái thể trứng cá thông thường này, bởi vì nó là nguyên nhân do thuốc. Như vậy thì chúng ta sẽ phải giải quyết từ nguyên nhân, và đặc trưng của cái mụn trứng cá mà tổn thương cơ bản gọi là chi tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán đó là nhân mụn. Thì trong mụn trứng cá do corticoid do thuốc thì nó sẽ không có sự hiện diện của nhân mụn, là đó là một trong những cái tiêu chí rất quan trọng để phân biệt. Thứ hai là mụn trứng cá do corticoid thì nó sẽ xuất hiện các cái sẩn đỏ đồng dạng giống nhau điều lý, mà sẩn đỏ thôi là cái dạng mà giống như mức độ trung bình á nha, chứ hẳn không phải là nhân mụn hẳn đâu có,
mà nó cũng không dẫn tiến đến mụn trứng cá dạng dạng cục nhá. Mụn trứng cá dạng sừng đỏ này nó có thêm cái tính chất đồng dạng, tức là nó đều đặn giống nhau và nó lên như cái kiểu phát ban á, ô lên một cái thời điểm là nó rầm rộ lên, chứ không phải giống như mụn của chúng ta thường biết là nó rải 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 nó lên 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 theo thời gian dài 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 lắm đó. Và cái đặc điểm cuối cùng nữa là mụn trứng cá thông thường thì ưu tiên là vị trí vùng mặt xâm tới thân mình, nhưng mà mụn trứng cá da cọp tí quỷ đó thì nó lại thân bộ ở phòng thân mình chủ yếu nhiều hơn là vùng mặt. Đấy. Rồi có những cái thể mụn trứng cá rất là đặc biệt khác nữa, mụn trứng cá trây sữa cơ phụ nữ trẻ. Ồ nghe cái tên nó lạ đúng không? Đúng đúng là cái đúng cái thể bệnh mụn trứng cá này không phải khám da liễu đâu, khám mà chúng ta tâm thần tâm trí á, bởi vì là chỉ đấy là cái bệnh lý mà họ khó chịu về cái tổn thương bệnh lý làm họ mất thẩm mỹ và dẫn tới thì họ luôn luôn đưa tay lên họ cao trước cả cái tạo nên cả cái tổn thương ở trên mặt á, và chính cái tổn thương này nó làm cho mình nhìn không ra cái mụn tổn thương mụn nữa hết á, bởi vì chỉ toàn cả cái vết sữa có cái mụn nào nó gỡ nó cao hết. Nên cái này là phải kiểm soát cái hành vi, không phải là chỉ điều trị mụn trứng cá. Rồi mụn trứng cá sẹo lôi, mụn trứng cá sơ sinh là mụn trứng cá ở người trưởng thành như vậy đây. Đây là cả cái tên gọi của các thể mụn trứng cá khác nhau, và bài học của chúng ta hôm nay đang đề cập là thể mụn trứng cá thông thường thôi nha. Nên trong cái chẩn đoán các bạn cũng phải ghi rõ như vậy thì nó mới giúp cho các bạn chứ nha, biết được là các bạn phải xử trí cái gì. Chứ còn nếu như mà các bạn mà chẩn đoán mụn trứng cá do thuốc thì các thuốc như thế này đâu có phải dùng để chẩn đoán để điều trị như vậy đâu, đúng không? Bây giờ để áp dụng vào cái phác đồ điều trị thì các bạn phải biết qua về cả cái thuốc điều trị đúng không? Thì như ở đây à, muốn mà biết dùng dùng thuốc nào đánh vào cơ chế nào thì các bạn cái này dễ, các bạn tự đọc được cái cơ chế mình đã nói ở trên rồi, và đây là cái cơ chế hoạt động của từng loại thuốc một để đánh vào từng cơ chế dẫn tới cái bình sinh của mụn trứng cá. Chỉ có bốn cơ chế dẫn tới con đường dẫn tới là cái mụn trứng cá: bị tắc bộ năng lông bằng hiện tượng sinh hóa, rồi là chi tăng sản tăng hoạt động của tuyến bã, rồi là vi khuẩn vi acne, rồi là do cái hiện tượng viêm. À, vậy thì cái cơ chế mà người ta đánh vào cái sự bị tắc của cổ chân lông thì người ta sẽ dùng cả cái thuốc tiêu sừng hoặc ly sừng đồng nghĩa với nhau nha, tức là nó làm bóng làm thông thoáng cái cổ chân lông đó ra để cho cái chất bã nhờn nó không có bị ứ đọng được. Thì thuộc đứng hàng đầu tiên và lựa chọn số 1 trong nhóm thuốc tiêu sừng để điều trị mụn đó là nhóm thuốc retinoid. Nó mở ngoặc là ghi rất rõ đó là dẫn xuất của vitamin A. À, nên thì nó sẽ có bốn loại hoạt chất để dùng để điều trị trứng cá thôi. Trong đó có ba hoạt chất dùng dạng thoa là ba cái đầu tiên, và cái isotretinoin cuối cùng đó là dùng dạng uống. Tuy nhiên cái tazaroten thì nó được có thể dùng để điều trị mụn, nhưng mà chủ yếu người ta hay dùng tazaroten để điều trị vẩy nến là nhiều hơn. Tretinoin và adapalene thì hiệu quả nó hoàn toàn ngang hàng như nhau, nhưng mà adapalene có một ưu điểm nhỉnh hơn một chút xíu, đó là cái khả năng dung nạp nó cao hơn tretinoin một chút. Vì thoa cả cái thuốc này nó sẽ có cái hiện tượng kích ứng và nhạy cảm ánh sáng, do đó nó sẽ có cái hướng dẫn cách thoa nó đặc biệt như trong bài cũng đã ghi rồi. Đấy. Rồi bây giờ tới cái thuộc nhóm thuốc tiếp theo là benzoin peroxide. Đây là một cái tên thuốc đơn độc mà được viết tắt là gọn gọn là BPO. Thì thuốc này nó có tác dụng diệt khuẩn tiêu sừng và kháng viêm nhẹ. Như vậy nó chỉ đánh vào cơ chế là chỉ diệt cái con vi khuẩn vi acne thôi. Thì câu hỏi đặt ra cho các bạn này. À, thuốc này các bạn thấy trong cái phác đồ điều trị ở đây nè. Nha. Nó rất được lựa chọn bởi vì nó chỉ nó xuất hiện ở rất nhiều nơi. Nếu như mà đánh vào cái cơ chế kháng đánh vào cái cơ chế là vi khuẩn trong cái bệnh sinh mụn trứng cá thì đúng ra cái mức độ nhẹ ở đây thì người ta sẽ có thể dùng kháng sinh, chứ không dùng kháng sinh uống thì cũng sản sinh thoa, nhưng không nữa nữa ưu tiên sử dụng, và đúng cả cái phác đồ nó cũng khuyến cáo lựa chọn PPO hơn là chỉ dùng kháng sinh đường đường thoa. Thì theo các bạn vì lý do gì nào, lý do gì mà PPO được khuyến cáo lựa chọn nhiều hơn là kháng sinh dạng thoa trong cái vấn đề giải quyết cái việc này trong cái điều trị mụn trứng cá, chống kháng thuốc? Cái nhóm thuốc này không phải kháng sinh, vì cả xưa nay chưa các bạn đâu có học cái kháng sinh nào có tên gọi là benzoin peroxide đâu, đúng không? Không phải là kháng sinh. Vì sao nào? Các bạn vẫn chưa hiểu được vấn đề để giải thích này. Vì có tác dụng tiêu sừng. Ok, đúng là tác dụng hỗ trợ, nhưng mà chứ về cái tính chất mà đánh vào cái vai trò là của việc né trong mụn trứng cá thì nó vẫn được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn BPO hơn là kháng sinh dạng thoa. Vì lý do. Vì lý do.
Thì con vi khuẩn Piacne là con vi khuẩn thường trú trên da người, đặc biệt là nó cư trú trong cái nang lông bạc. Vậy thì đó đã thường trú rồi, có nghĩa rằng các bạn có điều trị bằng cách gì chăng nữa thì cũng không bao giờ loại bỏ được cái hoàn toàn con vi khuẩn này, đúng không? Vậy thì nếu như không loại bỏ được con vi khuẩn này, vậy là chúng ta không điều trị được với chúng có viêm không, không loại bỏ được, chúng ta dùng những biện pháp ức chế con vi khuẩn này, kháng khuẩn này, thì chúng ta cũng có thể cải thiện được tổn thương. Nhưng mà chứ nó sẽ phải dùng lâu dài vì nguy cơ tái phát, đúng không? Đợi chút xíu gọi điện thoại. Dạ luôn. Rồi, các bạn nghe mình nói chưa? Ok, vẫn chưa ha? Ủa, các bạn nghe mình nói ra chứ ha? Mình là tiếp nhá. Ok. Rồi, giờ là biết được là cái tác nhân đó mình có mong muốn giải quyết thì cũng không thể nào gọi là giải quyết triệt để được. Nên mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái liệu pháp điều trị nào mà nó sẽ giúp cải thiện được mà không chứ không phát sinh đề kháng, tức là ý định là muốn dùng được lâu dài. Bởi vì các bạn thử nghĩ khi các bạn sử dụng kháng sinh để điều trị một loại vi khuẩn nào đó, rồi theo thời gian thì chứ cái con vi khuẩn đó nó cũng sẽ phát triển cả cái chất đề kháng, kháng sinh nó sẽ xuất hiện, thì chứ mình không còn lựa chọn được nữa, như vậy gia tăng cái nguy cơ mà kháng thuốc thì sau này không biết lấy cái gì để điều trị luôn. Thì benzoyl peroxide nó lại có cơ chế diệt khuẩn mà theo một cái cách thức hoàn toàn khác, đó là nó đánh vào cái đặc tính sinh học của cái con vi khuẩn này, là một con vi khuẩn kỳ khí, và khi thuốc này đã bôi vào thì nó lại tạo ra một cái môi trường chứ ái khí, mà một con vi khuẩn mà có tính chất kỳ khí thì cả ngàn đời nó không thể chuyển thành một con vi khuẩn ái khí được, hiểu không nhá? Nên tính vì cái đặc điểm này thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đề kháng kháng sinh nó không xuất hiện và vẫn có thể sử dụng thuốc này một cách dài ngày. Nên các bạn mà cứ hay điều trị các thuốc thoa mà nói rằng là điều trị một thời gian xong mà lơn thuốc á, thực sự các bạn phải xem lại, không phải thứ gì nó cũng lơn được hết á, đúng không? À, ví dụ như là chỉ kháng sinh, cái thứ lơn thuốc hay sử dụng trong kháng sinh đó là do hiện tượng đề kháng, chứ còn lại chỉ benzoyl peroxide thì hiệu quả của nó sẽ duy trì không thay đổi. Tuy nhiên là thuốc này hiện tại trên thị trường chúng ta mua không ra nha. Rồi, để thuận tiện thì nó sẽ có những cái dạng phối hợp, ví dụ như trong phác đồ á, nó có dạng phối hợp đó, thì ở đây nó có dạng phối hợp luôn, nó cộng hai cái thuốc này lại với nhau trong cùng một tiệp thuốc để cho các bạn thuận tiện trong sử dụng. Thì nó sẽ phối hợp một cái thuốc có tính chất tiêu sưng là nhóm retinoid và một thuốc là chỉ có tính chất kháng khuẩn. À, thì riêng cái cặp cuối cùng này thì không phải nằm trong cái nhóm đó. À, vậy khi mình hỏi các bạn chứ nếu như cái thuốc các cái loại thuốc này có mặt ở trên thị trường mà các bạn lựa chọn để cho các bạn mua về sử dụng một tình trạng mụn của mình, thì các bạn sẽ ưu tiên lựa chọn cái cặp nào nè, nếu cần sử dụng phải là hai thuốc cùng một lúc đúng chỉ định, thì chỉ các bạn chọn cái cặp nào nè, cặp nào? Mình thấy có bằng đáp án là chí clindamycin. Ủa, cho vì cho mình hỏi cặp mà lại đi trả lời clindamycin ta. Clindamycin một cái à? Hả? Adapalene cộng clindamycin. Đấy, các bạn dùng clindamycin một thời gian nó đi kháng mà, nó là kháng sinh mà. Thì dạ, vậy là những bạn trả lời như vậy là vẫn chưa hiểu được vấn đề rồi nha. Clindamycin cộng với BPO là nhỏ chỉ có duy nhất đánh vào vi khuẩn, mà một mình đánh vào vi khuẩn thì không thể giải quyết được mụn trứng cá. Bởi vì mụn trứng cá phải có cơ chế liên quan đến tính bạc bị tắc nha, và cần làm tiêu sưng nữa nhá. Đó đó là chi phần lớn các bạn trong lớp mình đã chọn đúng. Nếu như muốn biết là vì sao mà bạn những bạn còn lại đã chọn đúng thì có tên mấy bạn trong tin nhắn á.
đi hỏi mấy bạn đó thì vì mình thấy phần lớn các bạn đã hiểu vấn đề hết rồi đó. Về phần kháng sinh dùng để điều trị ở mức độ trung bình thì các bạn thấy mình liệt kê rất là nhiều. Đây là kháng sinh tại chỗ nha, dùng để bôi ở trong các đồ bôi rồi. Đây là kháng sinh đường uống nha. Thì nó sẽ có nhóm citrulline là nhóm được ưu tiên lựa chọn. Chắc chắn rằng là chỉ khi các bạn biết một cái kháng sinh được chọn và là ưu tiên thì nó sẽ phải có những cái tính chất nó phù hợp, đặc biệt là nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà cái quan trọng tiếp theo nữa là khi các bạn sử dụng kháng sinh trên điều trị muộn thì chắc chắn các bạn sợ nhất là chỉ đề kháng kháng sinh. Thì cái kháng sinh được ưu tiên lựa chọn là kháng sinh với cái tỷ lệ đề kháng nó thấp thấp nhất. Và doxycycline hay minoxycline thì đó là những kháng sinh mà được thường xuyên sử dụng phổ biến hơn. Do tetra thì dùng với cái liều dùng 2 viên ngày nó hơi mất công, nên oxy dùng liều ngày với ngày thì nó thuận tiện hơn. Và sử dụng thuốc này thì nó có cái tác dụng phụ nha, do đó là các bạn lưu ý là phải dặn dò kỹ bệnh nhân để tránh tác dụng phụ. Vậy thì doxycycline nó có cái tác dụng phụ gì mà cần phải lưu ý nè? Đương nhiên một thuốc nó nhiều tác dụng phụ lắm, nhưng mình đã nói đấy là những cái tác dụng phụ mà các bạn cần lưu ý, bởi vì nó sẽ xuất hiện với tần suất cao và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề điều trị của chúng ta. Các bạn có nghe trong âm của mình nó dày bị ồn do hàng xóm không? Các bạn có bị nghe không? Thì hiện tại sao sáng hôm nay hàng xóm nó ồn quá. À không hả? À không, vì mình đang dùng tai phone và mình để cái mic nó rất là gần với miệng để mình thu âm cho các bạn, nên hơn để bạn không cả ngày không nghe ha, ồn thì quá tốt rồi. Hàng xóm hôm nay ồn quá. Bây giờ mình nói tiếp nhé. Thì lúc này các bạn đã trả lời đúng rồi, đó là vấn đề nhạy cảm ánh sáng và loét thực quản, đó là 2 vấn đề mà rất thường xuyên hay gặp khi sử dụng doxy, đặc biệt là khi sử dụng dài ngày. Mà nhạy cảm ánh sáng là một cái thuật ngữ mà nhiều lúc các bạn nghe mà các bạn cũng hiểu nhạy cảm ánh sáng là cái gì nha, làm cho da là dễ ăn nắng. Làm cho da dễ ăn nắng nghĩa là cái gì? Đó là cái mụn khi lành vụ nó đã thâm thì nó sẽ càng dễ thâm hơn nữa, chứ không không có nghĩa là nói gì uống doxy nó thấm, có không uống doxy nó không thấm nha, cái đó không đúng nha. Vì có uống hay không uống thì cái mụn nó lành nó có cứ sẽ thấm mà, nhưng mà đương nhiên vì sử dụng doxy nên nguy cơ ăn nặng nó sẽ cao hơn. Do đó là để tránh được cái vấn đề này thì các bạn nên khuyên bệnh nhân là tránh nắng, và thuốc nên sử dụng vào buổi tối để tránh cái trong cái thời gian phát huy tác dụng của thuốc, nó làm cho da nó có cái gặp nặng đâu mà nó ăn nặng, đúng không? Rồi là cái vấn đề loét thực quản thì do cái hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản ấy. Do đó là uống thuốc xong nên khuyên bệnh nhân, thì các bạn học bên nội quá rồi, những trường hợp mà bị trào ngược có những cái lời khuyên như thế nào thì các bạn cứ khuyên bệnh nhân đang uống doxy theo những lời khuyên như đó thì nó sẽ hạn chế bớt. Quan trọng nhất là ăn xong thì đừng có đi nằm liều đấy, cái đó là quan trọng nhất nha. Rồi nếu như mình sử dụng đúng cách và vì vậy mình sẽ sử dụng doxy cùng với thức ăn luôn nha. Nếu mình sử dụng đúng cách thì thực sự là các bạn sẽ đem lại được kết quả điều trị rất tốt mà không có vấn đề gì về tác dụng phụ đâu. Những cái biện pháp khác này là hỗ trợ thôi nha. Nên khi mà các bạn hỏi về vấn đề điều trị thì các bạn sẽ ghi cho mình là cái điều trị chính, cái điều trị bắt buộc, còn cái hỗ trợ thì không bắt buộc. Ví dụ như vitamin đâu có phải bắt buộc, các bạn lưu ý nhá. Nên các bạn có trả lời cho thêm vitamin, cho thêm kẽm, cho thêm này nọ kia thì hẳn không có điểm cho các bạn đâu. Vì cái đó là những cái biện pháp người điều trị có kinh nghiệm người ta sẽ phối hợp thêm để gia tăng cái hiệu quả. Nhưng mà nó không phải là cái bắt buộc. Cái bắt buộc là những cái mình mới liệt kê cho các bạn đây. Và các bạn thấy rằng vệ sinh da mặt cũng là một cái yếu tố rất quan trọng nhé, nhưng cái này nằm trong phần tư vấn thôi chứ không phải là nằm trong cái phần mà kê đơn của các bạn đâu. Rồi đến cái phần isotretinoin thì mình nói qua một tí, đấy là một cái thuốc duy nhất mà có thể tác động lên đồng thời cả bốn cơ chế bình sinh của mụn trứng cá, và nó đem lại một cái hiệu quả cực kỳ tuyệt vời để điều trị mụn. Nếu như mà trong rất 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 nhiều bệnh lý mà chúng ta phải con rất là băn khoăn bởi vì là chỉ không có một cái phương án nào là tối ưu tuyệt vời nhất dành cho những trường hợp nặng, thì riêng trong mụn trứng cá là các bạn đã tìm ra được đáp án, đó là isotretinoin. Mọi trường hợp mụn trứng cá nặng nhất tới tới dùng iso thì cũng sẽ đời ngày đẹp thôi, nếu đúng đó là bệnh mụn trứng cá nha, còn phải mụn trứng cá thì không có điều trị được hết đâu nha. Vì vậy thì chị đối với cái vấn đề này thì các bạn có thử đặt ngược lại một câu hỏi không, vậy vì sao đã tìm ra một cái phương án điều trị mà tối ưu đến mức độ là mọi biến trường hợp nặng nhất điều trị tại thuốc này đều đạt lại được hiệu quả, thì lý do gì chúng ta vẫn còn phải học những cái thuốc uống thuộc thoát khác với mức độ hiệu quả nó kém hơn nhiều so với cái thuốc này? Các bạn có thử giải thích được không?
Đúng rồi, đồng loạt các bạn đi đưa ra một cái đáp án rất chính xác, vì nó chỉ nó tác dụng phụ nó quá 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 nhiều đấy, vì tác dụng phụ nó quá nhiều, chứ nếu như mà tác dụng phụ nó sơ sơ thôi cũng được, chứ chắc chắn thuốc nào chẳng có tác dụng phụ thì chắc là dẹp hết đấy. Bài này chỉ cần học còn thuốc, mà nếu như học có một thuốc này thì chắc chắn cũng khỏi cần phải học luôn, bởi vì ai cũng điều trị được mụn trứng cả hết cả rồi, và chẳng cần tới da liễu, bác sĩ da liễu làm gì, nó rất rất nhiều tác dụng phụ, phải nói là như vậy. Chính vì lý do này mà các bạn, mình đưa thêm cho một vài thông tin để các bạn lưu ý ha. Chính cái tác dụng tính của nó là quá tuyệt vời như vậy, nên cái tình trạng lạm dụng sử dụng thuốc, nhất là cái tình trạng của Việt Nam chúng ta là bạn thuốc không cần kê đơn của bác sĩ, nên các bạn sẽ thấy nó nhanh nhàng, chỗ nào các bạn cũng có thể dễ dàng mua được, mà thậm chí là chỉ cả những cái cơ sở điều trị mụn không chính thống, không phải là bác sĩ, nó cũng cung cấp cả thuốc này cho người điều trị, rất cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì chứ bản thân nếu như các bạn đã học xong, liệu các bạn đã sử dụng thuốc này một cách an toàn nhất chưa cho bệnh nhân, trong lúc lại đi giáo cái đồ an toàn đó cho những người không có chuyên môn, rất nguy hiểm. Đó, thì mình kể thêm cho các bạn được biết là thuốc này khi mà cái hãng đầu tiên nó đưa ra đời thuốc này trên thị trường nha, bởi cái tính năng ưu việt về cái mức độ hiệu quả của nó, thì các bạn thấy nó rất là tuyệt vời, và cái cường độ sử dụng nó rất phổ biến, và sau đó nó được báo cáo phản hồi lại là nó sinh ra tác dụng phụ quả thai. Sau đó thì thuốc này là nó không bị thu hồi, mà nó bị đó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn, là chặt chẽ hơn nữa, và nó chỉ nó được khống chế với cái chỉ định là chỉ dành cho mụn trứng cá mức độ nặng thôi, và kháng trị thì được dùng sử dụng thuốc này. Thì chứ cái hãng mà đưa ra đời cái thuốc này đầu tiên, họ tự động rút cái thuốc này và ra khỏi thị trường rồi. Thì các bạn biết rằng là thuốc gốc đầu tiên của cái hãng gốc, mà thuốc gốc là các bạn thường biết là thuốc tốt nhất á nha, mà nó lại bị rút ra khỏi, thì nó tự động công ty nó tự rút ra khỏi thị trường, bởi vì cái vấn đề mà phản hồi lại về cả cái gì tật thai nhi gọi là quái thai luôn, là một cái vấn đề liên quan đến ý đức cực kỳ trầm trọng. Nếu như mà cái đối tượng mà sử dụng thuốc này mà U40 và U50 á, thì các bạn sẽ đỡ lo, bởi vì chứ tuổi đó có mấy ai đi đẻ, các bạn hiểu không, đúng không, nên cái nguy cơ nó sẽ càng thấp hơn nữa. Nhưng ngược lại thì cái đối tượng mà mắc bệnh mụn trứng cá là cái đối tượng chứ là nằm trong độ tuổi sinh đẻ, độ tuổi có khả năng sinh đẻ mà thường xuyên sinh đẻ trong độ tuổi đó nữa, nên cái nguy cơ này là càng cao hơn. Và ở các nước mà cho phép sử dụng thuốc này để điều trị mụn trứng cá thì nó có các cái chương trình dự phòng mang thai và kiểm soát cực kỳ chặt chẽ, để đảm bảo rằng là hoàn toàn không được mang thai, theo dõi sẽ chặt chẽ thì mới được bác sĩ cấp đơn thuốc này, rồi quay thuốc theo đơn của bác sĩ thì mới được phát. Nhưng còn Việt Nam mình hoàn toàn sử dụng rất là tràn lan đại hải, nó rất là nguy hiểm nha. Thì đối với cái thuốc này á, chính vì cái tác dụng phụ sinh quả thai, nên các bạn thấy yêu cầu khi dùng không nhiều, khi dùng thuốc là không mang thai và không có ý định mang thai. Đương nhiên chỉ có nữ mang thai thôi, còn nam không mang thai thì nam nó sẽ chết, không sợ tác dụng phụ này. Nhưng mà ngoài tác dụng phụ này thì nó còn có thêm một rừng tác dụng phụ khác nữa nhá, chứ không phải chỉ có tác dụng phụ này nhá. Thì tác dụng phụ mà thường xuyên gặp nhất là tác dụng phụ nào nè? Có rất nhiều bạn sẽ tìm hiểu cái bài này rất kỹ trước khi tới học chương trình da liễu, là tác dụng phụ thường gặp nhất là tác dụng phụ nào nào? Tăng men gan không phải là tác dụng phụ thường gặp nhất nha, các bạn phải phân biệt giữa tác dụng phụ thường gặp nhất và tác dụng phụ nguy hiểm nhé. Nguy hiểm thường không phải là nhiều, tác dụng phụ khô da và niêm mạc sẽ là tác dụng phụ nguy hiểm. Do đó là tác dụng phụ không nguy hiểm nhưng mà rất rất thường gặp, phải nói là tác dụng phụ 100%. Nếu như không khô da niêm mạc, khô không khô niêm mạc, cái môi là biểu hiện đầu tiên là tăng liều nữa đó, nó là chỉ điểm cho cái việc thuốc là phát huy tác dụng. Thì cơ chế giải thích nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì thuốc này nó là có chức năng làm teo tuyến bạc, mà teo tuyến bạc ở những vùng có mụn thì nó sẽ giúp cái mụn nó teo, nó khô dần từ bên trong. Nhưng mà những vị trí khác khắp nơi cơ thể có tuyến bạc nó cũng sẽ bị tác dụng của thuốc luôn, với thuốc liêm đương toàn thân mà. Khi nó teo ở tuyến bạc ở môi thì nó sẽ dẫn tới khô môi, nó teo tuyến bạc ở mắt dẫn tới khô mắt, nó teo tuyến bạc ở trong miệng thì nó dẫn tới cái khô niêm mạc miệng, và thậm chí là teo tuyến bạc ở trong cái các cái vùng tiết khác thì nó sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết cho khô nữa thế, và khô da. Do đó là chứ đừng nói là tác dụng phụ, nhưng mà nó là một mặt trái của tác dụng chính nó dẫn tới. Nên nếu như các bạn mà muốn sử dụng thuốc này mà an toàn hiệu quả là các bạn phải nắm rất rõ về thuốc này, và đương nhiên thuốc này chỉ nên dành cho bác sĩ chuyên khoa da liễu sử dụng, chứ còn các bạn học để biết
là không nên tự ý sử dụng, chứ không phải để bạn sử dụng cái này. Khi dùng thuốc này thì nó sẽ có cái thời gian nha và lời khuyên đó. Thì cái này các bạn cứ tìm lại mấy cái tài liệu mà mình đã giảng cụ thể á, các bạn đọc nó không có gì khó đâu, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn những cái chỉnh thôi để đi vào cái mục tiêu cuối cùng các bạn là có thể từ cái đơn được cho một cái tình trạng buồn trầm cảm bất kỳ nha. Thì đối với cái phác đồ điều trị này nó có dung liều theo cân nặng và nó có tổng liều. Thì mình kết luận cho các bạn một câu này: dù các bạn có điều trị bất kỳ phương pháp nào để điều trị mụn trứng cá thì nguy cơ tái phát mụn trứng cá đều có hết. Nhớ cho câu đó nha. Không có một cái biện pháp nào thần thánh mà làm cho các bạn mà điều trị xong là hoàn toàn không tái phát, không có biện pháp đó trên đời. Nhớ chưa, ý số mình đã nói các bạn những ưu điểm tuyệt vời của nó, đó là nó giúp đi điều trị. Điều trị thì nó hết, nhưng mà các bạn cứ ngừng thuốc đi rồi nó cũng sẽ tái phát đó. Chứ không phải không. Nhưng mà đương nhiên, nếu như các bạn muốn hạn chế tối đa cái nguy cơ tái phát thì các bạn ít nhất phải dùng cho nó đúng liều và đúng liều tổng liều, tức là cái thời gian điều trị. Chứ điều trị dăm 3 tháng thấy đẹp đẹp rồi bỏ bỏ rồi chứ, đợi vài 3 tháng đẹp đó nó trôi qua rồi nó cũng tái phát lại, thì như vậy điều trị cả đời à, đúng không? Điều trị như vậy thì nhiều cái đợt điều trị cộng lại thì số thuốc còn nhiều hơn là điều trị một đợt mà đúng đúng liều nữa. À, nên những điều trị đủ cái liều mà tổng liều cần thì khoảng thời gian điều trị nó thông thường sẽ rất là dài, trung bình là trên 6 tháng hết á nha. Mà khoảng 3 tháng đẹp rồi là quên bác sĩ rồi nhé. Nên là chứ giờ chứ các bạn nhớ, mỗi biện pháp nó đều có ưu điểm, nhưng mà không có biện pháp nào là tuyệt vời 100% đâu, nên mới đồng thời cùng tồn tại nhiều biện pháp và các bạn phải cân nhắc đến từng đối tượng. Các bạn làm đúng thì mình nhân ít nguy cơ tác dụng phụ nhất nha. Rồi à. Rồi vậy những cái phần nào mình nói các bạn đọc là các bạn đều có khả năng tự đọc được hết, nên mình sẽ không nói ở đây nha. Mình chỉ giải thích cho những cái mà các bạn có thể đã đọc mà các bạn không hiểu thôi. Và vài bữa tới cái buổi lâm sàng của cái này thì chúng ta sẽ đem những cái hình ảnh này ra. Và giờ chưa nhiệm vụ 6 hôm nay giờ chưa kết thúc từ đang còn sớm nha, mới có 10 giờ 8 phút thôi nha. Thì các bạn ngồi cho mình với những cái mình đã hướng dẫn làm từng ca lâm sàng này cho mình nha. Câu hỏi mình sẽ đặt ra cho các bạn cho tất cả các ca lâm sàng này như sau: thứ nhất, chẩn đoán; thứ hai, điều trị; và thứ ba, tư vấn. Một bệnh nhân họ cần chẩn đoán và các bạn cũng chỉ cần chẩn đoán thôi, chẩn đoán, điều trị, tư vấn. Mà để làm được ba vấn đề đó thì các bạn phải nắm hết cả ba, và những cái đặc điểm khuất tất nào trong ba là mình đã phân tích hết rồi. Rồi nha, chưa các bạn có gì thắc mắc hỏi nè. Thôi có gì thắc mắc thì để luôn tới kỳ buổi mau mà dạy trên lâm sàng ạ, thắc mắc lần luôn nhé. Bởi vì khi các bạn chưa bắt tay vào thực sự làm bài tập á, các bạn chưa thắc mắc được đâu. Khi nào bắt tay vào làm bài tập lúc đó các bạn mới thấy cả cái vấn đề thắc mắc nhé. Hey. Rồi vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Cái vấn đề thắc mắc của bài, cả bài trước mình đã giải đáp, riêng bài mụn trứng cá thì mình sẽ để cho các bạn ứng dụng thực tế vào cả cái ca lâm sàng đã, rồi các bạn phát sinh cả cái vấn đề thắc mắc thì lúc đó tới cái thời điểm mình giảng lâm sàng, làm tình huống lâm sàng thì mình sẽ ở lại. Và bà nhớ làm bài tập này ra ra giấy luôn nhá, bởi vì khi mà mình chiếu các cái hình ảnh này mà trên máy tính á, ở trên cái slide của trường á, mà thì nó sẽ không rõ bằng kiểu các bạn nhìn bằng máy tính của các bạn những cái hình ảnh nào đâu. Nên để mà để chẩn đoán và điều trị đúng á thì các bạn phải nhìn tổn thương rất là rõ nhá, không có cái gốc không bao giờ lên được cái ngọn đó nhá. Rồi. Rồi tạm biệt các bạn hết. Dạ cô ơi, cho em có câu hỏi đấy. Vâng, anh nhắn tin gì ạ? Dạ Anh em có nhắn tin đấy cô. mình vẫn chưa thấy. À có rồi, rồi. Có nên nặng mụn không? Và mụn trứng cá có điều trị tận gốc được không? Ủa, cái này là em hỏi hả? Hay là em copy những câu hỏi của cô hỏi các em đến để hỏi lại cô? Bạn Nguyễn Hữu Thuấn nhé. Hả? Là em thắc mắc hỏi cô, hay là đây là vấn đề của cô hỏi các em mà các em không tự tìm kiếm câu trả lời được rồi các em đem lại hỏi cô nhé. Rồi câu đó mình để qua. Tích liều tích lũy khi dùng ví dụ như thế nào ạ? Ủa rồi các bạn có nghe cái từ tổng liều không? Đây này, các bạn cầm dồn hết tất cả những cái liều thuốc bệnh nhân dồn trong một đợt điều trị để đạt gọi là tổng liều nhá, thì cái đó là liều tích lũy đó.
Yeah, các bạn đạt được cái tổng liều này là tổng liều được khuyến cáo để kết thúc một đợt điều trị. Còn nếu như không phải tổng liều là các bạn cộng dồn từ xưa đến nay nhá, cái này là tổng liều để kết thúc một đợt điều trị á. Rồi liên lụy hồng ban dạng mạch sau mụn. Hồng ban dạng mạch sau mụn không cần dùng gì hết, để đó nó cũng tự hết, không có vết thương nào nó tồn tại mãi mãi hết á, đúng không? Nó sẽ chuyển thành sẹo thì nó sẽ mất thôi nhé. Mụn trứng cá có nên dùng dưỡng ẩm và chống nắng không? Rồi về vấn đề chống nắng thì da nào nó cũng cần hết, bởi vì nắng là một trong những cái nguy cơ dẫn tới nảy sinh cả cái tăng sản, loạn sản và nguy cơ ung thư về sau, cũng như cái vấn đề thẩm mỹ thì nó sẽ dẫn tới là chỉ lão hóa da, độ loạn sắc tố. Do đó chống nắng là nên cần cho tất cả đối tượng, nhưng đương nhiên khi dùng càng chuyên thì nó sẽ ra những dòng sản phẩm để dành cho từng loại da đặc biệt. Và chắc chắn rằng da mà tăng tiết bã nhờn của trong da mụn là một cái da rất kén để dùng kem chống nắng, nên dùng cẩn thận, nếu không nó sẽ sinh mụn trứng cá gió, mỹ phẩm. Và dưỡng ẩm cũng tương tự như vậy nha. Tuy nhiên dưỡng ẩm thì nó nên trì hoãn ở những người bị mụn trứng cá, do thì chất nhờn đang tiết ra. Theo các bạn đang học cái bài mụn trứng cá và những ai đang chịu đựng cái da nhờn thì rất ghét da nhờn, nhưng bản chất của nó sinh ra không phải để mà ghét, bởi vì chất nhờn đó nó sẽ gia tăng cái hàng rào bảo vệ của da, và chứ nó là một trong những cái thành phần dưỡng ẩm tự nhiên của da luôn. Nên nếu những người mà da dầu thì thực tế các bạn sẽ thấy nó sẽ ít bị nhăn, ít bị lão hóa, ít bị thiếu nước hơn là những người da da khô. Nên là chỉ cái việc vấn đề sử dụng dưỡng ẩm nên trì hoãn. Còn vấn đề vì sao vẫn có những tình trạng những bạn da nó vừa tiết dầu rất nhiều nhưng lại vừa khô, nó vừa nhăn lão hóa mà nó lại vừa đổ dầu, đó là vì các bạn lựa chọn sản phẩm chăm sóc da không phù hợp nha. Chứ nếu như các bạn đừng đùng đời gì hết á, một cái da dầu của mụn chẳng cần phải dưỡng ẩm luôn, bởi vì nó chẳng có thiếu ẩm để dùng. Còn nếu như nó vẫn thiếu ẩm trên một nền da dầu thì xem lại các sản phẩm chăm sóc da của các bạn nha. Sau ngừng ISO bao lâu thì được mang thai? Thì nó liên quan tới cái thời gian thải thuốc. Khi nào thải hết thuốc thì được mang thai. Thì nghiên cứu nó là khoảng 5 tuần sau là nó thải hoàn toàn hết thuốc, không tìm thấy thuốc ở trong cơ thể rồi. Nhưng mà chỉ Việt Nam mình ăn chắc mặc bền lắm. Khuyến cáo Việt Nam mình á, là chỉ được mang thai lại sau khi ngừng thuốc 6 tháng. Như như vậy, nhưng mà các bạn phải hiểu rõ, lỡ bệnh nhân mà sau 3 tháng ngừng thuốc họ thả mang bầu chẳng nhẽ về họ hủy thai à? Đúng không? Bởi vì nếu như các bạn sẽ thấy là đã an toàn rồi thì qua khỏi cái thời gian thải thuốc rồi thì vẫn có thể mang thai, không có vấn đề gì nhá. Rồi bạn nói là bạn có tìm hiểu nhưng mà ở đây mình không kê đơn cho bất kỳ một cái tình trạng bạn nào hết nha. Mình nói rồi, nếu như bạn nào có các vấn đề liên quan đến cá nhân thì phải đi gặp trực tiếp bác sĩ để được tư vấn và giải quyết cụ thể trên từng trường hợp. Chứ giờ chưa mà trả lời chung chung kiểu này thì làm sao mà chính xác mà phù hợp cho các bạn được. Thứ hai nữa là gì? Mình không quảng cáo cho bất kỳ một cái hãng nào hết đấy. Không thôi là các bạn là kiểu cô quảng cáo là mệt lắm nha. Ở đây mình dạy là mình dạy cho các bạn kiến thức. Còn nếu như các bạn quan tâm tới từng vấn đề cụ thể riêng cá nhân các bạn thì các bạn nên đi khám và điều trị, bởi vì nói là da mụn nó cũng không phải da nào nó giống da nào nha, da dầu cũng phải da nào nó giống da nào, do đó phải khỏi cái từng trường hợp cụ thể thì mình có lựa chọn là phù hợp nhất nhé. Trời, nội tiết ảnh hưởng như thế nào lên mụn trứng cá, nó dễ ẹc à? Cái này đừng có nói các bạn đã có tìm hiểu rồi mà các bạn tìm không ra nhé. Các bạn tìm hiểu bằng tiếng Việt không ra thì các bạn cứ gõ bằng tiếng từ khóa tiếng Anh thì nói thiếu khối gì nhé. 5 năm rồi làm đề tài thì phải có người một chút ngoại ngữ chứ, nên các bạn cứ gõ đi là các bạn sẽ thấy nhé. Để tôi hỏi câu hỏi các bạn một câu đơn giản để trả lời cho câu hỏi này thôi: trước giờ thì có mụn trứng cá không? Vì sao mụn trứng cá lại được ví là tí nụ tâm xuống chỉ điểm cho dấu hiệu giải thi? Mình không, thông thường mình không thích trả lời trực tiếp, bởi vì thực tế các bạn ở cái lượng kiến thức các bạn tích lũy tới thời điểm 5 năm bây giờ, các bạn đã có thể trả lời được rất nhiều vấn đề rồi, chỉ là các bạn không biết liên kết với nó nhau thôi mà suy luận mà ra thôi. Các bạn thừa biết mụn trứng cá là chỉ điểm của dấu hiệu giải thi, vậy thì vì sao thời điểm giải thi lại là thời điểm bắt đầu xuất hiện mụn trứng cá?
Và có khác biệt gì trong cái cơ thể của một người bình thường ở thời điểm dậy thì? Các bạn trả lời sao? Ừ. Đọc ban sách giáo trình chưa nữa? Cái này chắc cũng chưa mở giáo trình ra mà đọc nữa rồi. Giáo trình có ghi trống ở đây. Nhá. Lý do gì? Nhá. Đúng rồi. Học môn sinh dục làm tăng tuyệt bạ. Mà tuyệt bạ là nằm trong cơ chế bình sinh của môn trứng cá. Học môn sinh dục nó còn là một cái yếu tố chứ tăng sinh hóa của năng lông nữa, nó gây ra hai cơ chế trong bệnh sinh mụn trứng cá lận. Khi đó do đó thì hóc môn sinh dục nó liên quan tới bệnh mụn trứng cá rồi, do đó là khi nào hóc môn sinh dục bắt đầu hoạt động, có hóc môn sinh dục hoạt động thì bắt đầu mới có mụn trứng cá, do đó nó có một cái thể trứng cá đặc biệt trước tuổi dậy thì nó cũng xuất hiện, trước trước dậy thì nó vẫn xuất hiện, đó là chỉ mụn trứng cá sẽ xuất sinh. Nhưng mà đã mụn trứng cá thì nó phải liên quan tới nội tiết, có thể mụn nào chăng nữa thì nó cũng liên quan nội tiết, mức độ là liên quan nhiều hay ít mà thôi nhé. Vậy vì sao theo các bạn suy luận đi, vì sao ở trẻ sơ sinh là có mụn trứng cá, cái nội tiết gì nó ảnh hưởng ở đấy? Em bé đã dậy thì đâu, hormone sinh dục nó đã hoạt động đâu, đây cái vấn đề gì ở đây nè? À, đúng rồi, hormone sinh dục của mẹ là truyền cho con. Các bạn hiểu không? Các bạn nắm hết mọi cái vấn đề là các bạn có kiến thức hết đó. Các bạn chỉ không biết cách liên kết nó lại với nhau thôi. Đương nhiên cái thể đó nó sẽ đặc biệt hơn và có cách điều trị khác. Ở đây mình chỉ giới thiệu các bạn là mụn trứng cá thông thông thường. À, vậy thì trong nội tiết nó sẽ phân ra hai loại là nội tiết sinh dục nam và nội tiết sinh dục nữ. Nhé. Thì theo như các bạn đã có tìm hiểu đấy nhé. Hoặc là các bạn chỉ cần đọc giáo trình thôi. Hoặc là các bạn đã từng đọc các bài giảng mà mình đã giảng của các lớp trước mà mình đã yêu cầu các bạn làm cái việc đó trước khi bắt đầu vào đi học lâm sàng rồi, thì cái nội tiết nào trong hai loại nội tiết đó nó kích thích cho mụn và phát triển là nào, hay cả hai loại là androgen là nội tiết tố nam, do đó đó chứ bằng nam nào da chẳng dấu, mấy bằng nam mà da ít dấu đó nè, hiểu bạn hiểu không? Nữ thì có thể da khô, da thường, da dầu, nhưng mà đàn nam là đàn nào da dầu hết, bởi vì cái androgen nó không muốn sinh dục chính ở nam á, mà cái hormone nam đâu có nghĩa chỉ có nam có, nữ nó có mà đấy. Và ngược lại thì cái estrogen sẽ là hormone sinh dục giảm mụn đấy, nên cái này là liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt của mấy bạn rõ lắm đấy. Cứ theo cái nồng độ của estrogen mà các bạn thấy cái biểu hiện theo cái trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình, nó mụn nó lên nó xuống theo từng đợt đấy. Các bạn muốn qua cái đường là như thế nào để mở lại bên sản mà có thứ cái hoạt động theo chu kỳ kinh của cái estrogen á, nha. Estrogen mà nó tăng lên mụn nó giảm dần, estrogen nó xuống xuống là mụn nó bắt đầu xuất hiện, cái đó hiện tượng có kinh trước có mụn trước mà trong cái giai đoạn có hành kinh á, đó là một cái đặc điểm liên quan đó nhá. Còn mình là phân tích cho các bạn để hiểu rõ nữa nhá. Rồi cái câu BPO trên thị trường mua không có. Ồ, bên trên thị trường nó không bán là bởi vì Việt Nam mình không nhập, chứ có phải là trên thế giới nó không có đâu. Thị trường ở đây là mình nói thị trường Việt Nam ấy. À, nếu các bạn lên Amazon thì nó bán tua tua luộc, không có thiếu gì hết á. Đó. Nhưng mà để hiện tại thì các bạn muốn ra một cây thuốc để mua thì hiện tại thì như mình thấy là chẳng có bán BPO nào ngoài cây thuốc hết trơn. Nha. Chứ còn ở nước ngoài có. Còn việc nói vì sao nó không nhập vào đây thì cả đó là hỏi mấy công ty á. Chứ mình không biết. Nha. Thì đương nhiên cái chức năng của BPO và cái kháng sinh dạng bôi thì nó sẽ tương đồng với cùng một chức năng, nhưng mà BPO nó có cái ưu điểm hơn, đó là nó không phát sinh đề kháng và nó có thêm cái tính chất tiêu sừng mà cái kháng sinh dạng bôi nó không có. Nhưng mà giờ chưa không có BPO thì cũng phải lấy cái khác để mà sử dụng với chức năng thay thế chứ, đúng không? Nhưng mà khi các bạn trả lời mà thi cử á, thì các bạn vẫn nên lựa chọn là cái phương án mà tối ưu nhất cho bệnh nhân. Nhưng mà nếu như các bạn trả lời là clindamycin, đề án chỉ cho cái chức năng các bạn đang cần dùng để xử trí cái hiện tượng vi khuẩn ở trên bệnh nhân, thì các bạn vẫn được cho tròn điểm chứ không mất. Ha. Nhưng mà nếu như có điều kiện mà mọi thuốc đều có sẵn cho các bạn lựa chọn thì vẫn nên lựa chọn cái nào gọi là tối ưu nhất cho bệnh nhân. BPO nói về cho nó không phải ưu điểm hoàn toàn hơn clindamycin đâu, bởi vì chỉ BPO là kết ứng, clindamycin bôi đầu kết ứng. Đấy, mỗi cái nó có ưu điểm và nhược điểm đến hết, nên thực tế nó có thậm chí có BPO nhưng sẽ có những trường hợp và bạn vẫn nên lựa chọn clindamycin, ví dụ như da đang nhạy cảm da kích ứng này nọ, nên cái vấn đề mà linh động trong sử dụng lâm sàng mặc dù cái công thức là nó như vậy nhưng trên lâm sàng nó sẽ có một vài cái biến đổi đó hết rồi. Rồi
có nên nặng mụn không, và mụn trứng cá có điều trị tận gốc được không? Ủa chứ cái lúc mà cả bạn hỏi cái câu mụn trứng cá có điều trị tận gốc được không thì câu này mình để cho lớp cùng trả lời. Mình trả lời câu mụn trứng cá có điều trị tận gốc được không, mình hỏi các bạn đó, cả lớp đó, hai lớp. Rồi, mụn trứng cá có điều trị tận gốc được không? Đấy. Phân tất cả mọi cái đáp án đưa lên là điều không điều trị tận gốc được hết đấy. Vì sao? Đấy, các bạn cũng đã tự trả lời được rồi này. Các bạn đã trả lời được rất là giỏi rồi này. Thế các bạn muốn mà biết được có tận gốc được hay không thì các bạn phải có là cái cơ chế bình sinh ấy. Nhá. Cái cơ chế bình sinh mà có những yếu tố mà các bạn hoàn toàn không thể thay đổi được thì chắc chắn là không thể nào điều trị tận gốc được. Đúng không? Đấy. Rồi, thế chưa có nên nặng mụn hay không? Rồi mình hỏi một cái câu đơn giản thôi. Rồi cái bạn nặng mụn có hết được mình mụn không? Mình hỏi ngược lại nhé. Các bạn phải tự suy luận. Các bạn đã nặng mụn rồi, vậy các bạn nặng mụn có hết được mụn không? Hết được cái mụn đó. Rồi còn những cái mụn khác chưa nặng, mình sẽ hướng cho các bạn để các bạn thư giãn. Các bạn nhạc nặng từng cái mụn thì cái mụn đó này hết. Về những cái mụn khác các bạn không nặng, những mụn da khác nó vẫn tiếp tục lên mụn. Vậy thì các bạn có giải quyết triệt để bằng cách nặng mụn được không? Nhá. Và kết quả của sau những lần nặng mụn là để là được cái gì? Để là được không hết mụn, các ổ mụn xung quanh nó phát triển nhiều hơn và để là sẹo. Nhá. Thế thì chứ các bạn có nên hay không? Đó là các bạn tự trả lời đi. Nhá. Các bạn muốn điều trị từ một cái mụn chuyển qua một cái sẹo, hay các bạn muốn điều trị từ một da mụn chuyển sang một cái da, mặc dù nguy cơ thì nó vẫn còn nhưng người ta không nhìn thấy mụn và người ta cũng không thể sẹo trên mặt của các bạn. Nhá. Lỗ chân lông mà nó nhiều như vậy mà đo nặng cho hết được mụn. Mà các bạn biết các bạn nặng mụn nặng ra được cái chí không? Mình hỏi thêm cho các bạn biết cho vui thôi. Chứ các bạn nặng mụn các bạn biết cái mà các bạn nặng ra được cái đó là cái gì? Ủa, nhiều lúc nặng mụn mà cũng biết mình nặng ra được cái gì luôn nha. Đúng rồi. Các bạn khi nặng mụn, các bạn nặng ra được bã nhờn. Vậy thì các bạn có nặng ra được tế bào tuyến bã và nguyên cái tuyến bã để cho nó cái tuyến bã nó mất hẳn khỏi cái lỗ chân lông không? Đúng rồi. Các bạn có lấy ra được cái tuyến bã đâu nè, các bạn chỉ nặng ra được cái sản phẩm của nó mà thôi. Vậy cái sản phẩm của nó ra tuyến bã nó vẫn cứ tia 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 thưa, mà các bạn nặng một cái mụn thì ngay bản thân cái mụn đó nó cũng không thể lành được nữa, chứ đừng nói chuyện là chứ nó chỉ tạm thời thôi chứ cũng không nói là cái mụn bản thân cái mụn các bạn nặng nó lành nữa, thì đừng nói chuyện mà chí à, lâu dài và sẹo ở đấy nữa. Rồi có một bạn suy nghĩ rằng em nghĩ tùy vào phương pháp lấy nữa, nếu không nặng mụn thì tiến triển theo giai đoạn. Wow, để thế các bạn nghĩ cái biện pháp điều trị của người ta là để dùng làm cái gì, không phải để điều trị dài đứng lại cái giai đoạn thì chẳng nhẽ à, các bạn giải quyết bằng phương pháp thoa để làm gì, uống để làm gì? Thì nếu như các bạn nghĩ là tùy vào phương pháp lấy thì có những cách lấy như thế nào, có cách lấy nào để các bạn lấy được hết tuyến bã ra ngoài cái đơn vị nắng lông bã ở trên cái vùng mà bị mù á, bạn bạn có cái suy nghĩ là em nghĩ tùy vào từng phương pháp lấy, trả lời cho mình xem thử nào. Vậy thì có cái phương pháp nào lấy mà không những lấy được cái chất bã tiết ra mà lấy được cả tuyến bã không, để cho nó khỏi tái phát không, có không? Mình hiểu như các bạn đó mà trả lời được ha, thì mình không còn nói tiếp ở đây nữa nhé. Rồi các bạn hiểu vấn đề nhé, các bạn đừng có thấy cái người ta làm nhiều có nghĩa là cái người ta làm đúng, hai cái đó là không giống nhau. Làm nhiều không có nghĩa là làm đúng nhá. Do đó đây những bạn nào mà thường xuyên đi lấy mụn ấy, thế chứ cái mặt nó rổ tanh banh hết á, thế chứ đổ lỗi cho ai? Do bản thân mình không chịu tìm hiểu nhá, cũng không thể đổ lỗi cho thiên hạ được nhá. Mình là người đúng đầu vào thì mình cũng là người chịu trách nhiệm nhá. Rồi hiện tại không có câu hỏi nào mới thêm mà mình thấy nữa, do đó là chi mình sẽ kết thúc ở đây hết.
Gặp lại các bạn vào chương trình học lâm sàng. Rồi, chào tạm biệt các bạn.